đứng hình luôn. Em. Dạ. Đây là vợ em hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chị mới phải ngậm ngùi trước khi hỏi, đủ tuổi vị thành niên chưa? Dạ, em được 25 tuổi rồi chị. Em tên gì? Em tên là Phạm Nguyễn Hoàng Mỹ. Em công tác ở ngành nào? Em là nhân viên văn phòng của công ty nội thất. Ủa, Mỹ cưới anh, ông Mỹ lấy anh này lâu chưa? Dạ, cũng được 6 tháng à. Quá son đúng không? Son quá. Son này là son bóng luôn đó. Em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Tuấn. Em cũng là nhân viên văn phòng. Năm nay em 26 tuổi. Trời, hơn vợ có 1 tuổi hả? Bạn là chững chạc so với tuổi của mình. Trong khi vợ của bạn thì lại quá non nớt so với tuổi của mình. Bạn có cảm giác vậy không? Lâu lâu đi là nhìn tưởng hai chú cháu. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Hôm đó là em rủ một anh bạn đi chụp hình. Hai đứa hẹn với nhau là mỗi người sẽ dắt theo một người mẫu. Em dắt theo một người mẫu và anh bạn dắt theo vợ của em. Cái lúc đó vợ đi trễ cho nên vừa có xe là cười trừ, thấy nụ cười là mình kết liền luôn. Rồi sao cái buổi chụp hình nó diễn ra như thế nào? Dạ, cái buổi lần đầu đi chụp hình thấy ảnh thì hơi già dặn, với lại nhìn cái mặt có vẻ là hơi điểu sao không có tin tưởng cho lắm. Trong buổi chụp hình thì ảnh cứ chụp hình cho mình không à, thấy kỳ kỳ quá, không chụp cho cái cô kia mà cứ chụp cho mình, thấy cũng nghi nghi rồi. Xong rồi sau cái buổi chụp đó là còn chụp nữa không? Sau buổi đó thì ảnh có xin số điện thoại em hẹn uống cà phê. Khi mà nói chuyện thì mình cũng biết là cô này mới bị bồ đá, mình thì cũng mới vậy luôn. Hai người đồng cảm thôi, hai đứa mình quen nhau nha. Cuối cùng là cô không chịu. Lý do gì không chịu? Thì cũng mới quen nhau 3 ngày mà anh đã ngỏ lời với em rồi, làm sao mà tin tưởng được. Vài bữa sau ảnh có rủ em đi chụp hình nữa, trong đó có một người bạn gái xinh lắm. Ảnh bữa đó cứ cầm máy chụp hình chụp cho nhóm bạn em không à, lại bỏ rơi em. Rồi lịch sử lặp lại nữa. Rồi sao nữa cưng? Em kêu khát nước quá, ảnh ca lăng ảnh khui cái nước cho em. Tự nhiên nhỏ bạn em chạy tới, thay vì anh pha nước cho em mà anh lại đưa cho nhỏ bạn em chai nước mà định khui cho em. Dạ. Đưa cho con kia. Chuyện vậy là chị giận luôn đó, chứ đâu có lấy nhau như vậy. Không phải, tại vì cái mẫu kia là mẫu mới, còn này mẫu cũ rồi, cho nên là được ưu tiên đúng không? Khai thiệt đi. Lúc đó là em giống như phản xạ thôi, mà không biết suy nghĩ gì mình đưa nước đại luôn. Sực nhớ là mình biết là mình bị hố rồi. À. Từ đó thì sao là mình cứ ngồi nhìn cái con này hoài. Đúng không? Anh bị hớ vụ đó, xong mà anh qua nói chuyện với em, nhưng mà em không đồng ý. Thế rồi tối anh gọi điện thoại nói chuyện cũng buồn à. Vài ngày sau anh lại ngỏ lời với em nữa, nhưng mà em cũng không đồng ý. Hai lần. Lần thứ hai mình đi á là mình chuyển thật là anh quen cô nào anh cũng bị phản bội, anh cũng bị đá hết, anh rất là tội nghiệp. Nghĩa là dùng như khổ nhục kế. Đúng rồi, khổ nhục kéo là nó như khóc. Mà nó thiệt nè, họ thiệt nha, là có bị bồ đá thiệt không? Có bị bồ đá. Rồi bạn có tiếp tục theo đuổi chụp hình lần thứ ba? Lần thứ ba thì không có đi chụp hình. Thì lần cuối cùng này mình chơi một cái chiêu gọi là sau bao nhiêu năm đúc kết. Anh tỏ tình với em 2 lần rồi, lần này thứ ba mà tỏ nó nhất quá tam. Mất quá tam. Lần này mà không được là anh bỏ luôn nha. Cuối cùng chịu. Tại sao lại chịu? Tại vì ngỏ lời cũng vài lần rồi, không chịu nữa thì mình hết người dẫn mình đi chơi rồi. Vậy hả? Mà cái người yêu mà bị bồ đá đó so với chồng của mình á thì ai hơn? Em thấy là chồng em vẫn hơn. Vậy mà quen nhau được khoảng nửa năm. Thì hôm đó là mình hỏi một cái câu, em cảm thấy anh với lại người yêu cũ của em ai được hơn? Mình rất là mong chờ là anh được hơn, anh tốt hơn, anh gì cũng hơn hết trơn. Cuối cùng trả lời là người cũ của em được hơn. Lúc đó mình chưng hửng luôn, mình không biết sao luôn. Rồi cái cơn giận của em sao? Lúc đó là em không nói gì hết. Em im bầm gan tím ruột đó. Đúng rồi, im đúng. Xong mấy ngày sau cô này biết mình giận nhưng mà không thèm gì hết. Cuối cùng 4-5 ngày sau em mới là người thôi anh hết giận em rồi, hai đứa mình làm lành nha. Tự giận rồi tự lành luôn nha. Dễ thương coi như là. Nhưng mà em có biết là em so sánh như vậy là làm cho bạn trai em tổn thương hay không? Thật sự thì ảnh là người nhiều điểm tốt hơn. Tại vì em sợ là ảnh sẽ tự cao, cho nên là em sẽ dìm xuống. Đó, thấy chưa? Có nghĩa là bên đây chơi chiêu thì bên kia cũng chơi sách vở đó, chứ không có đơn giản. Lần sau nếu mà hỏi mà cổ mà nói anh hơn người cũ là em phải coi lại. Mà chị hỏi này, sau này lúc mà yêu nhau rồi á, có hay kể cho nhau nghe là sao không? Hay là có một lúc nào đó mình lạc lòng mình lại liên lạc lại với cái người yêu cũ của mình không? Lúc mới quen thì cũng còn liên lạc với người yêu cũ. Lúc đó là muốn tặng một cái món quà cho vợ, nhưng mà nghe tin cô bạn gái cũ là có người yêu mới á, thì không biết sao trong lòng nó cảm thấy rất là khó chịu. Cái mình lại đem cái món quà đó lên nhờ cái cô bạn gái cũ gói giùm. Thì sau về hai đứa chắc với nhau nói là mấy món anh đừng làm như vậy nữa. Xong không biết sao vợ phát hiện ra, vợ mới đem nguyên một cái laptop đùng đùng qua nhà mình mở ra, rồi mình không có chối cãi sao được hết trơn á. Mà tôi không hiểu tại sao không nhờ chứ nhờ ác ôn vậy. Bao nhiêu người gói quà đẹp không nhờ đi nhờ những người yêu cũ gói quà tặng người yêu mới. Em lý giải cái việc đó làm sao? Em cảm giác như là anh xem thường em vậy đó, tại vì em đang quen ảnh mà.
mà anh lại liên lạc với người yêu cũ, thì giả sử em lại liên lạc với người yêu cũ em thì sao? Em có nói gì với anh không? Dạ. Rồi anh trả lời làm sao? Anh kêu anh đòi chia tay với em. Lúc đó là mình biết là cho dù mình có giải thích như thế nào là vợ cũng sẽ không có hết giận. Mình đánh vào cái là biết vợ rất là thương mình, cho nó thôi em không tin tưởng anh, thôi hai mình chia tay đi. Mình vừa nói cái là vợ nói thôi em không muốn chia tay đâu, cái hai đứa làm lành luôn. Anh không ngờ đẹp và dịu dàng như thế này mà chấp nhận là từ dưới. Phải lấy là kèo trên mới được chứ. Rồi ai cầu hôn ai? Quen khoảng gần 2 năm, ảnh gửi lời cầu hôn với em. Em mới nói là phải cầu hôn thì em mới chịu. Ảnh mới dẫn em ra Phú Quốc, nhưng mà em không biết là ảnh đã chuẩn bị cầu hôn em tại đó. Gần cuối ngày về, ảnh hẹn em ra bãi biển. Mà cái buổi tối đó thì trời giông bão. Lúc đó là em dự tính đi dạy bờ biển một hồi mệt, quỳ xuống cầu hôn. Cuối cùng vừa ra sấm chớp ầm ầm bão, rồi ở ngoài khơi thì sét đánh. Vợ sợ quá không dám ra. Cuối cùng là dắt vô một cái nhà hàng gần bãi biển, mà mình cũng tưởng tượng là một cái nhà hàng có nhà có đồ. Cuối cùng vô nhà hàng tối thui không có gì hết, hai chồng ngồi đập mũi. Mất hết toàn bộ cái gọi là cái cảm xúc luôn. Nhưng mà có móc nhẫn không? Đành phải móc nhẫn ra luôn, em làm vợ anh nha. Rồi lúc đó em cảm xúc em sao kia? Sao tự nhiên không khí mà nó lãng xẹn ra á, không có hấp dẫn. Rồi em thấy hơi cãi lấy lại em đi. Trời ơi, tự nhiên kế hoạch thì tự nhiên bị phá sản thật. Thật ra thấy không, thấy rõ ràng coi, người tính không bằng trời tính. Rồi bây giờ lấy nhau là sao? Ai nắm tài chánh? Là em à. Rồi một ngày là phát cho chồng bao nhiêu tiền? Không phát hả? Ngày lên lương về thì đưa cho gia đình. Còn dư một khoản thì sẽ gửi vô tiết kiệm của hai đứa. Vợ em là rất là đa nghi. Lúc nào cũng là anh có quỹ đen phải không? Mặc dù là lương của mình bao nhiêu, tài khoản là nắm hết. Lúc nào về cũng lọc bóp, nếu mà thấy dư nhiều hơn 500 ngàn là rút ra một nửa để vô ông heo. Vậy đó, nhưng mà để ông heo thôi. Đúng nhưng không? Mà nếu vậy không thì cũng không nói gì để nói. Mà vợ cứ hỏi là ủa sao anh không có tiền để mua quà cho em? Hồi xưa anh mua quà rất là nhiều, anh dẫn em đi chơi rất là nhiều. Giờ anh không mua gì hết chứ anh không thương em được hả? Vậy đó. Nhưng mà có quy định là mỗi một tháng là sắm sửa cho chồng cái gì không? Em thực dạng là hơi tiết kiệm. Và ảnh thì vô phí, thích xài đồ hiệu nhiều hơn. Còn em thì không muốn như vậy, cho nên là ảnh cứ cầu nhau em về chuyện đó. Rồi ảnh có tật xấu gì nữa? Bây giờ tối không chịu đánh răng. Sợ hư răng hả? Dạ không, và em nghĩ là ngày đánh răng lần đủ rồi. Thôi người quá hư bằng chải. Hư bằng chải chứ không hư răng hả? Tiết kiệm giùm cho vợ đó. Vợ đánh răng ngày mấy lần? 2 lần. Chứ tưởng 4 lần là đánh giùm chồng. Rồi tật xấu gì nữa? Ăn rất là nhiều. Ngày là ăn 3 bữa, còn ảnh ngày ăn 4-5 bữa. Thật ra thì cái này là cái thói quen lúc mới lớn thì mình ăn rất nhiều, nên đến bây giờ mình ăn nhiều luôn. Mà vợ thì suốt ngày cứ lằng nhằng anh ăn nhiều như vậy là em không có đẻ con cho em cho anh đâu, tại vì anh ăn là anh ăn hết con luôn. Cứ suốt ngày nói vậy mà không chịu đẻ con. Mình thì mình rất là muốn có em bé, nhưng mà vợ thì cứ không có muốn. Cái đó là cái điều mà em không đồng ý với vợ à? Dạ, tại vì cũng 26-27 tuổi rồi thì bây giờ có thì một sau này con lớn lên thì mình mới lo được cho con. Còn mà lớn tuổi quá thì sao không lo được cho con. Vợ còn tật xấu nào nữa không? Suốt ngày cũng muốn em 24-24 ở bên cạnh thôi. Tại vì vợ em tính thì cũng khá là nhút nhát á. Dù là gia đình của em thì cũng rất là thoải mái, rất là hòa đồng, nhưng mà vợ rất là tiếp xúc, giống như kiểu không dám nói chuyện vậy đó. Trời ơi, mà nhút nhát vậy mà dám tham gia chương trình này hả? Dạ, thực sự thì là mẹ chồng cổ vũ là hai vợ chồng đi thi đi, trúng thưởng để cho mẹ. Bây giờ em mới phát hiện là mẹ chồng em là rất là thích cái giải thưởng là miếng cước từ này. Tức là vì mẹ mà coi như là lấy hết sức bình sinh để đi tham dự cái chương trình này đúng không? Dạ. Chị nghĩ mẹ mong muốn hai vợ chồng em tham gia chương trình này á, muốn rằng là tụi em sẽ cởi mở với nhau hơn nè, dạn dĩ hơn nè, và sẽ có cháu mau mau cho mẹ. Chắc cái đó là cái điều mà mẹ muốn nhiều hơn hết. Dạ. Vậy giờ em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Ảnh xinh ngoan hơn và nghe lời em nhiều hơn, bớt chơi game đi và quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Hiện giờ là em quan tâm đến gia đình là bao nhiêu thời gian trong ngày? Khi mà về á là vợ bắt mình ở trên phòng, cái em là em ơi cho anh xuống chơi game tiếng. Buổi tối mình lên nói anh mê game hơn là mê em. Em mà em chơi với anh nữa vậy đó. Nghỉ chơi vậy, đúng rồi, nghỉ chơi. Rất là hay giận dỗi, với lại lúc nào cũng muốn em ở bên cạnh 24/24. Nhưng mà nhiều khi sau này em còn cái sự nghiệp hay là những cái mối quan hệ công việc ở ngoài nữa thì như vậy thì em sao không có đủ thời gian để cho những công việc bên ngoài, cái công việc đó. Dạ, không? Thì em chỉ mong là vợ mở lòng ra chút xíu và có những cái cuộc nói chuyện với lại những người ở nhà nhiều hơn. Em thấy cái mong muốn của chồng em vậy là chính đáng.
cũng hơi hơi à. Thực ra cái đó là chính đáng đó em à. Dạ. Nếu mà bây giờ em thử biểu quyết coi thì toàn bộ khán giả dưới sẽ thấy rằng cái mong mỏi của chồng em rất là chính xác. Rồi cái đó là cái tương lai lâu dài đó cưng. Dạ. Bây giờ mình chưa có con á. Thì mình chưa thấy được cái sự nghiệp của chồng và những mối quan hệ bên ngoài của chồng á, là một điều cần thiết đâu. Đó. Còn về phía cái mong mỏi của chồng đối với em là em cởi mở hơn với mọi người trong gia đình á. Chị thấy cũng rất là đúng luôn. Mình sống trong gia đình của chồng mình á. Thì cái người mà để cho mình đẻ chia là má chồng đó, người đó gần như thay mẹ mình á. Suốt quãng đời còn lại sau này, khi mà mình cởi mở ra như vậy, hai mẹ con hiểu nhau, mọi sự thuận lợi nó sẽ đến với em rất là nhiều. Vừa được chồng thương, vừa được má chồng thương, gia đình chồng thương là một cái điều mà người phụ nữ nào cũng ước mơ á. Đó, còn cái mong muốn của vợ đối với chồng á thì em có Em nghĩ là sau chương trình này sẽ cố gắng. Cái đó là không phải cố gắng mà phải làm liền. Bao giờ mới đến gặp nhau. Kim cảm ơn hai em. Dạ.